bị tại em nói về tự nhiên thôi. Nên em sẽ thả con bổi nuôi gần năm nha anh em. Cái nhỏ em thả về tự nhiên. Em nói anh em. Cái nhỏ chim cũng khá đẹp nha anh em. Cũng to con á. Thả cho em nó về tự nhiên. Coi có sinh sản được với ai không. Không biết là mái hay trống nhưng mà chưa đẻ trứng. Rồi, về tự nhiên nha. Rồi, bay qua bên nhà kia. Đứng xíu là bay ra anh em ơi. Đứng xíu nghỉ mệt chứ chưa quen với môi trường ngoài. Rồi, hy vọng mày sống tốt nha. Thả mày về tự nhiên đó. Đẻ thiệt là nhiều cho anh em cụ thủ có chim tập chơi nha. Rồi, tạm biệt mày.